mối thiêu đôi cánh quyền ngược. Giữa phần mình càng thương, ôi hỡi con ơi, suốt 20 năm qua mẹ cam chịu khổ biết mấy tầng chờ em chưa vô chị biết em rồi. Tiến đi trước người mà. Chị khỏe không? Khỏe. Sao? Cậu với lại mợ mấy cháu khỏe hết hả? Khỏe hết á. Đứa nào nấy mạnh như trâu á. Thường thường trước khi lên thăm chị là báo trước. Nay đi bất ngờ. Có chuyện gì phải không? Có chuyện mới lên thăm chị chứ. Chuyện gì nói tôi nghe coi. Chà, cậu mới khóc hả? Chị thiêu áo gối cho thằng Tâm, chị mũi lòng vậy mà. Sao thiêu áo gối cho thằng Tâm? Mèn ơi, thằng Tâm nó sắp cưới vợ rồi. Thằng Tâm sắp cưới vợ? Cậu tệ lắm đó nghe. Cháu của mình tuổi tác bao nhiêu, học hành ra làm sao, tương lai như thế nào, cậu đều mù tịt thản nhiên như là người dân nước lã không bằng. Chị Hai à, chị trách tôi chuyện đó mới bậy dữ đó. Cái cách chị thương con tôi thấy không có được. Ai đời con cái chị mang nặng đẻ đau, mà mặt mày chị ra sao nó chẳng biết, bà con dòng họ bên ngoại thế nào nó cũng chẳng hay. Chị Hai à, nó mất gốc là tại chị đó. Cậu nói phải, nhưng mà đối với thằng Tâm, chị hoàn toàn có lỗi. Chị đã không tròn bổn phận làm mẹ với nó. Em lên đây á là em quyết lòng em gặp cha Minh. Ủa, gặp anh Minh chi? Em nói cho ra lẽ. Nói cái gì nữa? Anh Minh có phải là chồng của chị đâu. Anh đã có vợ lâu rồi. Thôi, để cho gia đình người ta được ấm êm hạnh phúc. Ấm êm hạnh phúc. Chị Hai ơi, nhưng cho tới nay chị vẫn còn dài dò cay đắng. 20 năm qua chị đắm thầm chịu đựng đêm từng bước vào sự cô đơn yêu quạnh. Trong lúc đó thì người ta đã thản nhiên bước vào sự êm ấm của gia đình. Ôi, trách làm chi, chẳng qua là số phận của đời mình. Nhưng dù sao anh Minh cũng là cha ruột, còn chỉ là mẹ đẻ của thằng Tâm. Cho nên chị muốn bộc lộ tình cảm đối với anh Minh qua đôi uyên ương này để tặng cho con trong ngày hôn lễ. Chị Hai ơi, sao chị không chịu quên đi tất cả, mãi ôm ấp làm chi mối tình gian giờ đã lâu rồi. Cậu nói phải, anh Minh là cha ruột, còn chị là mẹ đẻ ra thằng Tâm, làm sao chị quên được điều đó. Nhưng mà sở dĩ chị ký thác nó cho anh Minh là vì chị và anh Minh không có hôn thú.
thì việc học hành của nó sẽ như thế nào, tương lai của nó sẽ ra làm sao? Giờ đây thời cuộc đã đổi thay, cái bóng tối đêm dài dày đặc mà ngàn đời đã bao trùm lấy. Số kiếp con người cũng bị xua tan theo từng cơn gió lốc, thì thằng Tâm tôi kể nó như cái mầm non mới mọc. Chúng ta hãy đưa cái mầm non này ra bóng tối để nó được nhìn thấy dần dương. Đó là điều chỉ mơ ước và hy vọng từ đâu, chứ đâu phải đến ngày nay chị mới nghĩ đến. Vậy thì tại sao chị vẫn âm thầm lặng lẽ bước đi bên lề cuộc sống của con mình? Thôi, chị đã nói rồi, lên nói chuyện vui với chị đi. Nè, lâu quá không lên thăm tôi, nay lên thì ở năm ba hôm hãy về dưới nghe. Cái chuyện đó thì được, nhưng mà lúc nào tôi kêu vẫn còn tức chị Hai à. Thôi thôi, giờ đi ra làm sao đi nấu cơm. Chị Hai à, mình nước khô ăn. Chị. Cái gì? Cái gì vậy? Chị Hai ơi, chị nhìn kìa, ai mà đứng lấp ló giống giống quá chị Hai à. Hàng đúng xóm, mấy người hàng xóm. Đúng, Trà Minh rồi chị Hai. Cái gì vậy? Trà Minh. Cái gì vậy? Tướng này tôi nhìn ra hết á. Biết rồi. Không bao giờ mà bỏ xóa trong lòng tôi được. Thôi. 20 năm nay nè. Nè 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 nè. Tôi phải nè giờ. Cái gì? Ê, đi đi ra sao bếp với chị. Chị để cho tôi cũng lộn như vậy. Trời ơi. Thôi trời nha. Ơi. Trời ơi. Chờ đợi mà có nhiêu đó đó. Thôi đi nghe. Gì? Già rồi đánh lộn mà tôi không? Chết à. Thấy không? Lúc nào cũng là sợ tôi đánh anh à. Người ta cười. Trời ơi. Cười cái gì? Đi ra sao bếp. Già không biết đánh lộn hả? Bây giờ này nghe nghe chị đi ra sao đi. Để chị tiếp ảnh chị... Em nóng tính lắm. Lát có chuyện rầy rà. Bỏ đi. Bỏ bỏ. Tướng này giọng nó chết liền. Nhà có cửa sau không? Có. Chi? Đi chợ mua đồ. Ừ. Về đi mua đồ. Về nấu cơm ăn chị à. Về dưới là tôi giận luôn á. Dạ chào thầy. Mời thầy ngồi. Mời thầy uống nước. Đã từ lâu anh Giang em được gọi anh bằng tiếng thầy, nghe nó chua xót lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng cái gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy nói rằng chua xót, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái hơn thì bổn giả thầy dư biết mà. Sao thầy không chịu nói ra? Anh thấy mình không xứng đáng. Anh là người có lỗi. Đáng lý ra anh nhận nơi em lời nguyền rủa. Anh là một thằng nhu nhược yếu hèn, trong khi em dám vượt qua dòng lễ giáo gia phong. Còn anh thì lương tâm thầy cắn rứt chắc. Anh mong được chuộc lại lỗi lầm. Anh Minh, Minh, đó là tôi chiều theo ý của thầy thôi. Thank you.
tiếng đó có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thương. Nguyệt ơi, kể từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau mình ơi cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn lòng, tuy không đường hoàng gia phú nhưng cái nghĩa vợ chồng sao trước con chân. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng họ làm sao hiểu được anh với em đã vượt qua khủng khổ gia đình. Là chúng ta nối lại mối tình gian dở. Nghĩ rằng một vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ. Còn nếu cho giờ nghĩ anh thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác là vợ anh sẽ khổ đau. Thôi, cách tốt nhất là anh hãy để cho tôi cam bề gối chiếc tình yêu thơ ban đầu như nước chảy qua cầu vừa gặp thì đã xa duyên tình của chúng ta. Ở đây ba của thằng Tâm gặp gỡ má của thằng Tâm với niềm ái ân tròn về. Con của chúng ta, thằng Tâm nó sắp tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Vợ chồng mình quan hệ nâng ly, chúc mừng cho con trong buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con vậy? Mặc áo gối thiêu còn dáng dở. Chim Uyên ương. Còn rành rành hình quyến ương gian dở, duyên dở gian ngăn ngơ tình chung. Còn nghe màu quyến ương đang không, nước mắt rơi chưa trang sầu mông. Vậy mà bao năm qua em cứ thản nhiên người xa lạ. Trong khi anh ngày đêm ấp ủ nâng niu một tổ quyến ương êm đềm hạnh phúc, còn em thì lạnh lùng hờ hững khiến cho anh đây thêm nát ruột sẽ tan lòng. Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, còn hai ta hãy sống như đôi chim uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trên sóng biển, con còn lại một mình đương sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày gào to trên sóng dữ. Giấc xuân mộng từ lâu cam trống trải,
tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được có lúc trùng phùng, duyên can lệ không thể nào tái hợp. Gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn dài go thăm thầm xa vời. Thành tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chở đợt bán lợi mua danh? Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thế nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hận thua bội bạc vô hàng. Em à, thằng Tâm á, từ nhỏ tới lớn anh lo cho nó không thiếu một thứ gì hết. Nó cứ hiếu lắm em à. Anh Minh, theo tôi á thì như vậy cũng chưa đủ. Nếu mà nói thương con thì mình phải sống cho trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cổ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp rong rêu cặn bã âu tù. Hãy chắp cánh cho con nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của người dân đang một cổ hai trọng, cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Vậy kể từ bây giờ, xin phép em cho anh được tới lui thăm viếng. Em định bước thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn. Anh đừng đến đây nữa. Đây, chúng ta cùng nhau chăm sóc cho con. Anh về. Thầy về. Thầy về.